cứ kêu tên Vĩnh Kỳ suốt. Hình như có điều gì bức bối lắm. Tôi cảm ơn cậu Hùng nha. Chắc cậu vất vả lắm. Dạ, không có gì đâu bác. Con làm được gì cho Ngọc Lan á thì con không có từ gì hết. Vậy thì tốt lắm. Thôi, cũng đã khuya rồi. Cậu Hùng về đi. Cho tôi gửi lời thăm ba má cậu. Dạ, cảm ơn bác. Con xin phép bác. Cậu về. Anh về nha Lan. Em yêu anh Vĩnh Kỳ à. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Chị ba. Dạ. Pha cho tôi ly chanh nóng đi. Dạ. Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ, rồi cậu sẽ phải trả giá cho những hành vi của cậu. Chào anh, cho tôi gặp luật sư Vĩnh Kỳ. Mời mấy anh vô trong. Cảm ơn anh. Chào anh. Chào anh. Dạ. Mày là luật sư Vĩnh Kỳ. Anh làm cái gì vậy? Đi. Nè, cao lại. Dạ, tao cắt cổ rồi bây giờ. Anh Vĩnh Kỳ. Chết. Nó gục rồi tụi mày. Đi. Tao đập mày bây giờ nha mày. Anh Vĩnh Kỳ. Anh Kỳ ơi. Anh Vĩnh Kỳ. Alo. Nói đi. Dạ thưa ông, chúng tôi đã làm xong. Ổn chứ? Dạ ổn. Ông cứ yên tâm. Tốt lắm. Ngọc Lan, kẻ nào làm tổn thương tới con thì kẻ đó phải bị trừng trị. Dạ, em đã đưa anh vô bệnh viện cấp cứu. Hiện giờ anh chưa tỉnh nữa anh. Tại sao ngay lúc này anh ấy bị tai nạn nhờ? Mình có thể bỏ mặc anh ấy không? Mà tại sao không báo cho mình mà lại báo cho Xuân Khánh? Mình biết mà, chỉ yêu Xuân Khánh thôi chứ có yêu mình đâu. Cho chết luôn. Thank you.
anh. Ngọc Lan, em mới vô hả? Em ngồi đi. Ai làm anh ra nông nổi này vậy? Anh nói em biết đi. Em xử nó đẹp liền luôn á. Em trông giống nữ quái quá. Em xin lỗi mà. Nếu em biết anh còn giỡn được vậy hả? Em không có thèm vô để thăm anh đâu. Vậy cho em muốn anh như thế nào thì mới chịu vô thăm anh? Tôi cứ tưởng đâu hả? Còn có cái xác không hồn á chứ. Chỉ có em là trù ẻo anh, mong cho anh mau chết thôi. Ừ, vậy Xuân Khánh nói làm sao rồi? Tất nhiên là có người mong cho anh mau khỏe mạnh để dắt cô ta đi chơi dung dăng dung dẻ chứ gì. Em đi vô đây chỉ để nói vậy thôi sao? Ừ á. Em không dành cho người bạn thời thơ ấu một lời động viên an ủi nào hay sao? Nói làm chi? Nói thừa hết đó. Có người khác lo hết cho tôi rồi mà. Càng nói còn hay hơn tôi nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn em đã đến thăm anh. Xin lỗi là anh không thể ngồi dậy được. Hả? Anh bị sao vậy? Anh gãy tay hả? Hay gãy chân? Xương sống hả? Giờ sao? Em xin lỗi nha. Vậy mà nãy giờ em cứ tưởng anh không bị gì hết đó. Chết rồi. Anh chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Đâu có gì nghiêm trọng. Vậy mà nãy giờ anh nói không ngồi dậy được. Làm người ta cứ tưởng anh bị cái gì nghiêm trọng lắm cơ chứ. Đâu có. Tại em tài lanh quá nên vội vàng nghĩ vậy thôi. Tại em lo cho anh em mới như vậy á. Bây giờ anh lại nói em tài lanh tài lẹt làm sao? Thôi được rồi, tôi đi về đây, tôi không thèm quan tâm nữa. Mặc kệ mấy người. Ngọc Lan à, em đừng có vậy mà. Nằm bệnh viện ngồi dậy không nổi. Mà lúc nào cũng có gáy gú quay xung quanh hết á. Xin lỗi nha, không có tên tôi trong đó nữa đâu. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Người gì mà đi tới đâu á, lộ màu tới đó. Anh đã đỡ chưa? Chào ba. Ba khỏe không? Con đang ở ngoài hả? Dạ. Con đang ở trung tâm cấp cứu nè. Con làm gì ở đó? Con có sao không? Con hả? Bất đắc dĩ nên con mới đến. Con đến thăm anh Vĩnh Kỳ nè. Anh Vĩnh Kỳ á, bị công đội đánh bị thương á ba. Con gặp cậu ta làm gì đây chứ? Nó đã hạ nhục con trước mặt mọi người. Nhưng mà con không bao giờ đâm kẻ ngã ngựa hết. Con thật là mã thượng đó. Ba hình như không có cái tính đó. Chắc con kế thừa từ mẹ của con. Sao? Con thấy cậu ta thế nào? Tội nghiệp ảnh lắm ba. Tụi nó đánh ảnh bị thương khắp người luôn. Thậm chí ngồi dậy không nổi. Cũng may á, ảnh không bị gãy xương hay chấn thương sọ não gì hết đó. Sao tự nhiên ba cười? Ba rất là hạnh phúc con à. Ba đã làm được một việc tốt đẹp cho con. Cái gì vậy ba? Cái gì mà ba nói tốt đẹp? Thì đó, kẻ hạ nhục con đã bị trừng trị. Vậy là ba, chính ba đã cho người đánh và tấn công anh Vĩnh Kỳ đó hả? Ba chỉ dằn mặt nó thôi, để nó hiểu nó là ai. Con không chấp nhận ba làm chuyện như vậy. Đó là cái cách của bọn xã hội đen mà. Ba không biết hả? Thì cũng chỉ để bảo vệ con thôi mà. Con à, vì con, ba có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng mà con nói cho ba biết, con không muốn làm con gái rượu của bố già mafia đâu. Ngọc Lan, nghe ba nói nè. Mình làm như vậy là đúng mà. Sao Ngọc Lan lại phản ứng dữ như vậy? Mình bảo vệ danh dự cho Ngọc Lan, sao nó lại cự nữ mình? Mình đã làm điều gì sai chứ? Càng lớn nó càng xa mình, khiến mình không biết thật sự nó đang nghĩ cái gì trong đầu.
phải chi giờ này có em thì anh đỡ biết bao nhiêu. Em hiểu cái thế giới tâm hồn phức tạp của con gái hơn anh. Dạ mời ông ạ. À, cảm ơn. Vô đi. Dạ mời ông ạ. Chào. Chào ông. Chào. Mời ông ngồi. Dạ. Ông chàng sang lúc nào sao không cho tôi biết? Tôi sang Bangkok, tiện thể lấy vé máy bay sang Sài Gòn để xem tình hình như thế nào, đã có thể phát triển kế hoạch được chưa. Kim Ngọc sẽ chuyển hàng xuống cho tôi vào cuối tuần này. Phải hết sức thận trọng. Ở Bangkok, cảnh sát Thái và Interpol phối hợp chặt chẽ lắm. Nhiều băng nhóm đã bị... Ông cứ yên tâm đi. Tôi đã tính cả ngoài lẫn trong. Toàn là những người tâm phúc của tôi hết. Tôi thích những người như ông Công. Ông ta khỏe chứ? Công vẫn khỏe và đang phụ trách kho bãi giao nhận hàng. Bảo đảm với ông chàng, ông ta đã làm gì thì không hao hụt dù chỉ một gram. Ông sẽ tổ chức phân phối như thế nào? Hàng sẽ được ngụy trang bởi bao bì của công ty hải sản đông lạnh. Những sản phẩm đông lạnh này sẽ được những người chuyên môn vận chuyển đến những địa điểm cần thiết. Tốt lắm. Tôi tin tưởng vào kinh nghiệm và bản lãnh của ông. Mời. Thưa cô, phòng giám đốc đang có khách ạ. Tôi là con gái của giám đốc, tôi vào không được hả? Dạ không, đó là lệnh của giám đốc ạ, ai cũng không được vào. Chị tính làm khó tôi hả? Dạ không, tôi chỉ làm theo nguyên tắc. Nhưng tại sao mỗi khi tôi vào được, bây giờ lại không? Nguyên tắc nào kỳ vậy? Cô Ngọc Lan thông cảm, nếu cô vào, giám đốc sẽ đuổi chúng tôi ngay. Xin chào. Ủa, cô đến lâu chưa? Bà bận tiếp khách. Vô đây. Vô đây. Cô làm gì mà mặt mũi khó đăm đăm vậy? Ông khách Đài Loan đó là ai vậy ba? Một đối tác làm ăn của ba mà. Sao mấy lúc mà ba làm việc với mấy đối tác khác á, thì con cũng vô được. Còn cái ông đối tác làm ăn Đài Loan này hả, thì con không vô được. Ổng có gì đặc biệt mà ba coi trọng ổng hơn con gái của ba vậy? Tánh ông này khó lắm. Ông chỉ muốn làm việc với ba mà không có bất cứ người nào khác bên cạnh. Ổng kinh doanh cái thứ hàng hóa gì mà bí mật quá vậy ba? Ba nói cho con nghe đi. Ổng giới thiệu mấy món hàng. Nếu mà mình lấy được á, thì ổng để giá rất rẻ. Hàng gì vậy ba? Con có nhất thiết phải truy vấn ba như vậy không? Con xin lỗi. Nhưng mà con phải có bổn phận lo cho ba khi mà mẹ con không còn nữa. Ba rất cảm động trước tình cảm của con dành cho ba. Ba hứa, ba sẽ không làm bất cứ điều gì để cho con phải buồn lòng hết. Ba,
Bà hứa với con đi. Hứa. Bà hứa rồi đấy nha. Vậy mới là ba yêu dấu của con.